Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thợ săn kho báu. Hồi nãy thì mình có đi khám phá để tìm thêm vài cái công trình lấy đồ á. Nhưng mà vô tình mình phát hiện ra dưới này nó có một cái rương và nó giữ một cái Hammer of Gravity, một cái búa trọng lực thì phải. Và với cái búa này thì là mình chợt nhớ tới cây búa mà lần trước mình nhặt được. Nó có hình dạng giống như búa của thần sấm vậy á. Hay là hôm nay mình sẽ tự chế tạo cho mình một cây búa của thần sấm nha. Nghe cũng khá là hấp dẫn ha. Còn bây giờ thì để mình quét sạch cái khu vực tòa tháp này cái đã. Nói chung thì cũng cho mình thêm được một ít đòn ha. What the heck? Gần đây nó có một cái con rồng băng. Ái cha cha. Mình sẽ đóng băng nó lại rồi sau đó dùng cây búa này để xử gọn nó ha. Dám đi ăn hiếp heo hả? Cái búa rồi. Lấy tiếp con rồng này. Ui nó mạnh nha. Con rồng láo tét nè. Mình sẽ lấy búa mình đập nó. Rồi. Mình đã xử gọn được nó rồi. Ui công nhận con rồng này nó cũng chống cự dữ lắm á. Phù thủy nè. Xong. Ui hơi bị hiếm đi chúng ta gặp được những con rồng băng nha. Vậy là đây là lãnh địa của rồng băng rồi. Và xem nào, nó sẽ có bao nhiêu vảy đây. 29 vảy rồng. Cũng tương đối là nhiều đấy. Ngoài ra thì gần đây nó còn có một ngôi làng. Này, một ngôi làng và một cái lâu đài của tên vua Goblin thì phải. Ai chà chà, ui. Hung dữ vậy, mấy thanh niên đàn em của vua Goblin hung dữ vậy. Thích bắn không? Ây da. Ui nó lùm lùm vậy thôi chứ nó bắn ghê lắm nha. À đây là căn phòng giấu đồ. Mình xuống mình lấy luôn. Trúng bánh. Một chiếc nhẫn luôn kìa. Cái này nó sẽ tăng kinh nghiệm cho mình. Nhẫn tăng kinh nghiệm. Đeo vô được không? Đeo được luôn. Đã nha. Vậy là bây giờ mình đã có một chiếc nhẫn tăng kinh nghiệm rồi. Cũng khá là hữu ích. Và đây, mình đã thấy tên vua Goblin rồi. Vua Goblin chạy à, chạy đi đâu? Ui, bọn chúng hội đồng mình. Chơi một hội đồng. Này thì hội đồng nè. Rồi, chạy đi đâu, tên vua Goblin chạy đi đâu. Ui, hắn trốn đi đâu rồi. Hắn chạy nhanh thì chứ. Trời ơi, vua gì kỳ cục. Vua mà chơi bỏ trốn. À, kìa. Phát hiện coi. Nhờ cái kiếm băng của mình. Ủa, đâu mình mới thấy hắn đây mà. À, đây, núp nè. Chạy đi đâu. Rồi. Tới công chuyện rồi. Này thì vua Goblin. Vô đây. Đâu rồi? Hắn tốc biến đi đâu rồi? Lại thêm một chiếc nhẫn. Khoan, mình đang tìm tên vua Goblin mà. Đeo thêm một chiếc nhẫn nữa đi. Ủa? Hắn trốn. À, trốn ngoài này hả? Này thì trốn nè. Vua Goblin này. Đợi mình đổi cái này do là bọn Goblin sẽ không còn đánh mình hay sao ấy. Kiểu mình là vị vua mới ấy. Để xem coi có phải hay không nhá. Đi xuống dưới thử xem. Chính xác rồi. Khi mình đổi cái này vào thì... Ủa? Ủa gì đấy, sao vẫn quýnh mình vậy? Tên nào láo vậy? Kiểu mình lại gần là bọn chúng sẽ chạy nha. Chứ bọn... láo. Này thì quýnh nè, chạy không lo chạy. À thanh niên này. Thanh niên núp trong cái gương. Này thì núp trong cái rương. Công dụng của nó chỉ là hù Goblin thôi. Chứ nó không thực sự là sợ mình hoàn toàn ha. Ở xa thì nó vẫn bắn cà khệ mình á. Ok. Mình lấy được cái nón rồi mình chắc đi tiếp thôi. Oh my god. Ở một cái hang động gần cái chỗ của vua Goblin hồi nãy có một cái tổ rồng. Và đây là tổ rồng băng.
Hợp lý nha. Đâu rồi? Kia kìa. Đó là một con rồng băng. Chắc mình làm liều luôn quá. Xúc luôn, bệnh gì cỡ. Vô. Mình sẽ lấy búa mình thịt nó tiếp. Mình sẽ dùng cái búa trọng lực này ha. Hy vọng là cái với cái khả năng trọng lực thì nó sẽ không cho con rồng bay đi. Rồi, đập tiếp. Cố lên. Ui, nhưng mà cái búa này có vẻ quýnh không xi nhê rồi. Chắc phải dùng cung thôi. Ui, nó khà hơi hơi băng của mình. Hơi băng vô người mình kìa. Đau quá. Mình không thể bay lên được luôn á. Nó đang... mình đang bị con rồng này đóng băng rồi. Chết tiệt. Này thì đóng băng mình hả? Muốn bay mà bay không được này. Mình chỉ còn nước là dùng cung bắn nó thôi. Bay lên. Đi rồi, mình bay được rồi. Tới số rồi. Rồi, như vậy thì mình đã đánh bại được rồng băng rồi. Rồng băng này có vẻ khá là bự nha. Liệu rằng mình có được một cái trứng rồng băng hay không? Hy vọng là có nha. Rồi, lướt xác. Trứng rồng băng. Yes! Có rồi. Mình đã có được trứng rồng băng rồi. Có một trứng thôi. Nhưng mà đó là quá là đủ rồi ha. Vậy là sắp tới mình có thể nuôi rồng rồi sau đó nhờ rồng giúp mình luyện ra những cái thép rồng băng, chế tạo thêm áo giáp cũng như là vũ khí các thứ rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Chuyến đi này có vẻ bội thu. Công việc đầu tiên sau khi trở về nhà là mình sẽ tìm cái cây búa mà lần trước mình... đây. Lần trước mình có nhặt được một cây nè. Cây này thì nhìn nó giống búa thò hơn á, nên mình sẽ sử dụng cây này để chúng ta nâng cấp thành búa thò luôn. Và để trở thành búa thò thì đầu tiên nó phải có khả năng triệu hồi được tia sét, đúng không? Lần trước thì mình có được một cái quyển sách kiểu như là... Đây rồi. Thundering á, quyển sách đó có tên là Thundering. Mình sẽ lấy một quyển ra. Sau đó thì ép vào cái cây hammer này thôi. Thundering nè. Yay. Ngoài ra thì mình còn có thể ép thêm sắc bén để tăng sát thương cho nó lên ha. Một cái quyển sắc bén cấp độ 5 nè. Có cả chậm hỏng sẵn luôn rồi. Ép một cái là được 2 vòng luôn. Kế tiếp đến mình thử mình coi mình ép vòng echo này có được không. Không được. Cái này nó ghi là mỗi vài giây thì mình sẽ tấn công 2 lần á. Nghe có vẻ khá là tốt quá. Ép vô kiếm cũng không được luôn. Tiếc vậy. Còn dòng sóc quay cũng không luôn. Wow, tính ra cái cây hammer này cũng khá là kén dòng cường hóa nha. Chắc mình sẽ ép thêm cho nó dòng rampaging nè, để tăng cái tốc độ đánh. Rồi dòng golden strike để tăng khả năng phòng ngự. Rồi thêm dòng... Leching để cho mình hút máu khi mà mình đánh quái vật nữa. Và cuối cùng là rush down để tăng tốc độ chạy ha. Đó là những quyển mà mình nghĩ là mình cần phải mua và ghép vào cây hammer đó. Rồi, giờ thì chỉ cần ghép vô ha. Ghép hết vô. Hồi nãy thì mình còn mua thêm một quyển sửa chữa nữa. Đâu rồi ta? Mình kiếm coi. Ui, sao nó cần nhiều cấp ấy. Ui, bây giờ cần 60 mấy cấp lần. Oh my god. Bây giờ nó cần 65 cấp để mình có thể nâng cấp thêm một lần nữa. Ui là trời. Đắt đỏ thiệt sự. Không sao, một xíu thì mình sẽ cài cấp để mình ghép vô ha. Tạm thời thì nó đã khá là giống búa của tầng sấm rồi, vì nó có khả năng triệu hồi được tia sét ấy. Để mình ra đây mình test thử nha. Thử nào. Triệu hồi tia sét đi. Ủa? Sao không thấy tia sét nữa hết vậy? Có Thundering rồi mà. Không hề có tia sét luôn. What the heck? 30% mà sao mình xui vậy ta? Nó không có tia sét nào hết. Rồi luôn. Nhưng mà nói chung thì bây giờ cái cây hammer này cũng khá là mạnh rồi ha. Chỉ có điều không có tia sét thôi. Phải chi mà đánh ra tia sét nữa là tuyệt vời luôn.
Trời ơi, mình quýnh dữ quá, gà sợ gà đẻ ra một cái quả trứng luôn rồi kìa. Nhưng mà vẫn không có tia sét nào, hồi nãy giờ mình test lia lịa luôn, không có tia sét nào luôn. Ủa kỳ vậy ta? Rồi luôn rồi, cái dòng cường hóa nó lại bịp rồi. Làm gì có tia sét nào đâu trời. Dụ tiếp rồi. Treo đầu dê bán bán thịt gà hay sao rồi. Không thấy có bất kỳ một tia sét nào khi mà mình tấn công quái vật nha. Lại bịp tiếp rồi. Thôi, chắc hôm nay mình sẽ test thử cái vũ khí mới này khi mà đi săn kho báu coi coi như thế nào ha. Dù sao thì mình cũng đầu tư khá là nhiều vô cái cây hammer này rồi đó. Ok, được. Mình còn bao nhiêu cái đá kho báu ta? Ôi, mình còn có 6 viên thôi, với viên này là 7 viên á. Cũng gần hết rồi, chắc một tí nữa về được thì chắc mình sẽ đi đào thêm đá kho báu để dành luôn á. Và không thể thiếu là mình sẽ kết hợp cái viên pha lê kho báu này với cái siêu mà hôm qua mình tìm được ha. Để xem coi với cái thử thách Ancient Vault, tức là kho báu cổ đại này, cổ xưa đó, thì mình sẽ cần làm gì ở bên đó ha. Khá là tò mò luôn. Và trước khi đi thì để mình nâng cấp sức mạnh một tí cái đã. Hôm rày thì mình kiểu khá là ít khi nâng cái trái tim ha. Mà càng về sau thì quái nó càng mạnh, nên mình nghĩ là mình sẽ nâng trái tim thêm đi. Hiện tại thì mình mới ở cấp độ 4 đúng không? Mình sẽ nâng lên cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8. Cấp 8 thì mình được bao nhiêu trái tim rồi? Hiện tại thì mình có 20 trái tim rồi. Được quá ta. Có nâng thêm nữa không ta? Nâng thêm 2 điểm nữa. 2 điểm nữa là tốn thêm 5 điểm kỹ năng à? Thôi. Mình sẽ để dành để mình nâng thêm sức mạnh đi. Bây giờ thì mình có thể nâng sức mạnh thêm một lần nữa nè. Mình sẽ nâng lên cấp 5 đúng không? Cấp 5. Ok. Sức mạnh cấp độ 5 rồi. Đã thiệt chứ. Rồi còn đào nâng gì không nhờ? Nâng cái Lucky on Star. Cái này nó sẽ tăng cái tỷ lệ mình ra công thức dễ khi mà chế tạo đá kho báu nè. Cũng hay. Mình nên nâng cái này một tí đi, không thể bỏ lỡ nó đâu. Còn một ít này thì mình sẽ nâng tầm đánh đi. Ok. Được rồi đó, sơ qua thì mình cũng đã nâng khá là nhiều rồi ha. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi săn kho báu thôi. Hơi hồi hộp á nha. Let's go. Đi luôn cho nóng á. Và thử thách lần này. Ôi. Hơi lắc nha. Lần này thì nó bị tăng độ khó, nó không còn thêm cho mình bất kỳ cái hiệu ứng nào có lợi luôn. Và có vẻ nhiệm vụ lần này của mình là mình cần phải giải thoát cho những cái Eternal bị bắt hả? Căng thẳng rồi, bây giờ mình phải tìm những Eternal bị bắt trong cái cánh cổng kho báu lần này và giải thoát. Nhiệm vụ của mình là như vậy ha. Ui lắc quá à. Ui sao cánh cổng lần này lắc thế? Không hiểu luôn. Thời gian cũng có hạn thôi, nên chắc bây giờ mình sẽ bật cái kỹ năng của mình lên để mình dò tìm các thứ coi coi có thấy được hay không á. Thấy được. Đây đúng không? Ủa, đây là cái rương mà. What the heck? Thứ mình cần bây giờ là những Eternal bị bắt cơ. Để mình dò tìm coi coi có hướng nào có tiềm năng không. Thiệt luôn á, 4 Eternal bị bắt lận mà cho mình có mười mấy phút mà. Chắc không có thời gian để mình loot thêm rương luôn quá. Ôi, mình biết rồi. Đây. Ủa cái này, làm sao để giải cứu ta? À, mình sẽ dùng cúp để mình đập ra. Ôi không. Những cái chỗ của Eternal bị bắt cóc ấy, mình dùng cái kỹ năng hách nhìn xuyên tường của mình không có thể thấy được nha. Bảo sao nãy giờ mình dò miết mà mình không gặp à. Bây giờ nó có căn phòng gì lạ vậy? What the heck? Mình còn 10 phút thôi, nhưng mà để mình khám phá nốt căn phòng này coi. Không có gì hết. Đây. À, trong đây có rương. Lần đầu tiên mình gặp căn phòng này luôn. Rất là lạ ha.
Phía trong những cái bức tượng này nó có rất là nhiều rương ha. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng có vài cái rương nó chưa có đồ nữa cơ. Oh man. Nhưng mà có chỗ thì nó cho cả đống mảnh giáp luôn. Hiểu rồi. Đây là cái để mình có thể cày được cái những cái mảnh giáp ha. Còn dưới này thì sao? Dưới này chắc có dịp mình sẽ khám phá sau á. Bây giờ mình vẫn phải tập trung đi tìm những cái Eternal bị bắt cóc thôi. Mình không thể lơ là được. Mình còn có 8 phút hả? Đi rồi. Eternal thứ 2. U là trời. Tiếp tục. Cái quy mô của cánh cổng kho báu lần này mình nghĩ là nó to đâu gấp 5 lần mấy cái bình thường á. Đi mãi mà vẫn không tìm ra được hai cái cuối cùng. Kiểu nó to một cách vô lý luôn á, bay mỏi cả cánh luôn mà. Không hết được. Ê? Nhưng mà hình như mình được mang những cái kiểu như là Eternal này về. Eternal này cấp 6 lận. Được đấy nhờ. Mình có nên đổi Eternal không? Tạm thời cho Eternal cũ của mình nghỉ hưu đi ha. Mình sẽ dùng Eternal mới đi. Đây, Eternal này nhìn có vẻ dễ thương nè. Được. Để coi, Eternal lần này sẽ cho mình tăng kháng cự, hoặc là gây độc Wither cho cái địch, hoặc là gây làm chậm cho cái địch ở xung quanh. Ô, cái này hay nè. Mình nghĩ là lấy làm chậm cái địch xung quanh đi. Cũng ok. Còn về tăng thì mình sẽ tăng máu nè, tăng đam, tăng tốc độ, rồi tăng máu, tăng đam, tăng tốc độ. mỗi thứ mình tăng một ít á. Rồi mặc giáp vô, cho cái kiếm vào. Úi giời, cũng được phải đây. Ngoài ra thì mình sẽ bổ sung cho vài cái burger nữa nha. Để coi có chịu ăn không. Được không? Ồ, không cho ăn thêm burger được à. Ồ, hơi tiếc nhờ. Còn ví dụ khi mà mình triệu hồi thì mình sẽ triệu hồi Eternal nào ta? Ui, có cách rồi. Mình sẽ tạm thời mình đập hai cái... Ui, đập mạnh vậy. Mình sẽ tạm thời mình đập hai cái chỗ Eternal cũ đi ha. Mình cất vô đây. À, để chắc chắn là khi mình triệu hồi thì mình sẽ ra Eternal Kumara 22 này ha. Yeah. À, quên nữa, còn cái rune boss. Quên. Cái đó mình chỉ cần đi về là có rương à, không cần... Mình... What the heck? Lần đầu tiên nó cho một cái rương su cơ mà bên trong rương su cơ nó có đồ luôn. Này. Wow. Đã vậy. Ôi, nó cho cái đống mảnh giáp luôn. Nó còn cho thêm mình những cái Aura Scroll nữa nè. Được á. Mình nghĩ chắc cũng đã tới lúc chín mùi để chúng ta mở những cái rương kho báu này rồi. Đây. Mình gom hổng rài cũng được 9 cái rồi ha. Như đã nói, khi mà đủ 9 cái thì mình sẽ mở luôn trong một ngày. Xem coi nó sẽ ra những cái món đồ gì ha. Và mình sẽ mở từ chất lượng thấp cho tới chất lượng cao ha. Đây. Hiện tại là mình sẽ mở 4 cái rương epic và một cái rương cấp thường nè, để xem coi nó ra những món đồ gì nào. Đầu tiên là cấp thường. Cấp thường cho mình một cái ổn. Ok. Rồi tới những cái rương epic thì sao? Một cái quần. Một cái totem. Một cái áo. Lại một cái quần nữa. Được nha. Và cuối cùng là những cái rương cấp Omega. Đây là những cái rương xịn nhất đó. Hy vọng là cho đồ xịn nha. Totem Omega. Nón Omega. Lại là totem. Một cái quần. Phải chi có cái áo Omega thì hay quá. Nhưng mà không sao. Dù sao đồ gì thì cũng tương đối rồi ha. Để xem cái nón Omega sẽ cho mình cái món đồ gì nhá. Hơi bị hồi hộp luôn.
rồi. Một cái nón mới đi. Mình đang cần một cái nón mới để mình có thể đội trong chuyến khám phá sắp tới. What? Nón gì đây? Wow. Coi nè. Ôi, có khi nào cái nón này chung với cái áo không? Bên cái nhà để giáp của mình nó có một cái áo màu cũng vàng vàng giống như vậy. Có lẽ nào. Ôi, chuẩn rồi. Cái nón với cái áo này là chung một set nè. Kiểu như bộ giáp cái này là giống thiên thần á. Oh, bộ giáp kiểu như là thiên thần ấy. Trời ơi, con ma này định làm gì? Đi ra chỗ khác. Ây da. Con ma. Còn ma không kiếp, đi ra. Đi ra chỗ khác. Wow, đẹp nha. Hơi bị đẹp luôn. Như vậy thì mình đã sở hữu được một cái nón rất là ok rồi. Để xem tới lượt cái áo thì sao. Liệu rằng chúng ta có sở hữu được một cái áo giáp mới. Ý. Ôi. Wow, áo này cũng được này. Trời, áo này có móng vuốt luôn nha. Nhưng mà không biết cái áo này trong cái set đồ gì nhờ. Cũng nhìn cũng hơi lạ đấy. Được. Còn về cái quần. Món đồ cuối cùng trong cái set, trong cái buổi mở giáp ngày hôm nay ha. Xem coi quần gì đây. Úp. Cái quần này. Trời. Hình như cái quần này là chung với cái set giáp mình đang mặc luôn hay sao nè. Nhìn nó liền mạch cực luôn. Rồi luôn, vậy là bữa nay chúng ta có đồ mới mặc rồi. Quá là đẹp ha. Chắc phải treo cái set đồ hôm qua thôi. Treo lên. Đây, mình sẽ treo lên vị trí này ha. Set đồ gì đâu mà đẹp dữ không biết nữa. Rồi. Không mặc thì mình treo lên thôi. Còn set này, cái áo này thì mình cũng sẽ treo lên luôn ha. Chưa biết nó là trong set nào cơ. Có khi nào? Không, mình nghĩ là không phải trong set này đâu. Ồ, chắc mình nhầm rồi. Chắc đây là một cái áo trong một set đồ khác nữa. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ về chuẩn bị cho cái chuyến đi tiếp theo của mình thôi. Bữa nay có vẻ là một ngày may mắn đó. Không. Ồ, sẵn tiện mình để vô đây coi có cái nào ok la không. Nếu mà mình chọn như vậy thì ít khi mà nó cho thêm những dòng khác lắm. Hồi nãy thì mình chưa có dịp để test nhiều về cái cây búa của thần sấm phiên bản tự chế á. Nên bây giờ hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp để test cây búa này hơn. Giờ thì đi thôi. Cánh cổng lần này. Cánh cổng lần này cho mình 15% cơ hội tìm được cái miếng artifact nữa nè. Đã vậy ta. Nhưng mà bây giờ cái việc chiến đấu với quái vật có vẻ hơi căng rồi. Một vài con nó có cái skill đánh gây choáng á, rất là khó chịu luôn. Con xương cũng vậy nha. Nó bắn mua tên choáng một phát là đi đai luôn đấy. Nên bây giờ đi khám phá mình phải cẩn thận hơn mới được. Đây rồi, phiến đá đầu tiên. Nhưng mà cái cây hammer này nó cũng tới hồi lắm nha. Có lúc thì đấm một phát là chết một con. Có lúc thì không nha. Nên cũng hên xui lắm. Đó, lâu lâu thì đánh phát chết con. Đấy, có lúc thì lại không. Khó chịu thì cái chứ. Có luôn cái phiến đá thứ 2. Trước mặt mình là phiến đá thứ 3 rồi. Cố lên, còn một phiến nữa thôi. Dưới này là gì đây ta? Thấy nó sáng sáng nè. À, cái này là cái rương đánh đổi 25 trái tim. Ok, đổi thử coi. Nãy giờ mình không có đổi bất kỳ mấy cái rương nào như vậy luôn á. Để coi biết đâu lần này nó lại may mắn. Rồi. Xong. Và 25 trái tim. Đầy rương. Mới thấy nó cho đồ ok la đấy. Ồ, đây còn rương đổi 2 phút nữa nè. Bậy ơi, nhảy xuống dung nham là bậy ơi. Đổi luôn. 2 phút thì ok, cũng được. Ồ, trần này, phải không? Có phải đây là phiến đá thứ 4 hay không? Chính xác rồi. Chúng ta có nên kích hoạt boss liền không nhờ?
Chưa, để mình đi dạo một xíu cái đã. Tại vì lần trước là mình đã không có khám phá hết được những căn phòng rồi, nên lần này mình tranh thủ còn nhiều thời gian mình sẽ đi khám phá ha. Lại tới cái chỗ nhà lật ngược rồi nè. Nhiều khả năng là... Chính xác rồi. Ở đây nó còn cái tầng hầm nữa nè. Wow, nó còn có hệ thống làm thuốc gì các thứ ghê lắm. Có quặng các thứ đâu nè. Xin luôn. Ê, không chỉ vậy đâu mà phía bên ngoài này cũng có đường hầm nữa nè. Wow, giờ thì tìm ra rồi nè. Vậy là mai mốt biết rồi ha, gặp mấy căn phòng lật ngược này, mình sẽ đi lên trên luôn để chúng ta kiếm thêm tí đồ. Kìa kìa, phía trước nó còn rương hay sao cơ. Ủa sao nãy mình mới thích. À, nhờ khả năng nhìn xuyên tường của mình phát hiện trong đây còn rương. Lấy hết luôn. Dạ, rương nổ. Thôi chắc giờ mình xúc boss lẹ rồi chúng ta về ha. À, mình sẽ triệu hồi Eternal mới của mình ra cài. Ơi, sao vẫn là Eternal này? Ủa, mình đập rồi mà. Ok. Ồ, như vậy thì nó vẫn tính là Eternal đầu tiên mà mình sở hữu hay sao á. Trời đất ơi, vậy là ổn rồi. Thôi thì mình tự xử đi, hơi căng một xíu thôi, nhưng mà chắc ổn mà. Vô bật ram bay các thứ đồ lên. Xúc nè. Ui giời, như nào búi ho đâu à. Như nào này thì boss. Sức mạnh cấp độ 5 đó, đừng có đùa. Hơi bị mạnh luôn. Ừ, hồi nãy mình có 15 hả? 15% có miếng artifact đó. Để xem. 15%. Có luôn. Thời mình tới rồi. Bữa nay là ngày cực kỳ may mắn luôn. Trời đất ơi. Để xem coi miếng artifact lần này sẽ cho mình cái mảnh như thế nào nhá. Ngày nhân phẩm nè. Đây là hình dạng gì ta? Sao có trái tim gì ta? Thông điệp vũ trụ là mình sắp có tình yêu à. Trái tim đâu kìa. Được, thông điệp từ vũ trụ. Tâm điệp từ vũ trụ thế giới kho báu á. Đó, mình sẽ sắp xếp lại nhìn cho nó thuận mắt hơn. Đấy, hơi bị đẹp luôn nhá. Vậy là chúng ta đã có được 3 mảnh rồi. Cố lên, không lâu thì chúng ta sẽ có đủ bộ sưu tập artifact thôi. Ngoài ra thì lần này nó còn cho mình thêm một cái siêu nữa nè. Tốt quá nha. Giữ luôn. Nãy giờ đi khám phá cũng nhiều rồi, chắc bây giờ mình sẽ chuyển sang thành một người nuôi rồng chăm chỉ á. Mình sẽ tìm một chỗ nào đó thiệt là đẹp để mình đi ấp trứng rồng. Ôi ư. Anh Bích Linh đi đâu vậy? Trời ơi, đi lạc hả? Ơi, con này định làm gì? Định lời sàm sỡ anh Bích Linh à? A few moments later. Mình sẽ đặt tên đàng hoàng luôn ha. Vô nhà mình là sẽ có tên tuổi rõ ràng đây. Anh Hợi. Từ giờ thì anh Hợi sẽ là thành viên trong cái ngôi nhà của mình ha. Bé sói cũng chưa có tên nè. Mà không sao, bé sói mình kêu là bé sói được rồi. Còn anh này là phải kêu là anh Hợi mới hợp lý nè. Có giường ngủ luôn nha, không có dành giường nha. Giường này của tôi, giường này của anh. Đừng có thấy giường tôi được trang trí bằng cái mấy miếng artifact cái khoái khoái nha, không có đâu. Giường anh bên kia kìa. Rồi, với phi vụ dẫn anh Hợi vô nhà của mình đã thành công rồi. Hồi nãy đâu có vũ khí gì đâu, đi ra phát con zombie quýnh hai cái lật luôn. Rồi, hồi sinh lại cả nha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với công việc, đó chính là mình sẽ ấp trứng rồng thôi. Thiệt luôn á. Nói đi ấp trứng rồng mà lay quay nãy giờ chưa ấp xong nữa. Mình sẽ ấp ngay vị trí này. Ồ, chỗ này ở đây nè, ấp được rồi nè. Đó,
Giờ trứng rồng đang lúc lắc chuẩn bị cho quá trình ấp rồi. Công việc còn lại của mình là kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho rồng nở ra thôi ha. Và vẫn như thường lệ thì rồng mới thì mình sẽ chế tạo thêm một cái horn mới nè, để mình có thể giữ rồng lại. Tiếp theo là làm thật là nhiều thức ăn để nuôi được rồng lớn lên ha. Chắc sẽ 50 phần ăn. Đây, 50 phần ăn cho rồng luôn. Làm luôn giáp không nhờ? Để xem. Kim cương bây giờ mình cũng gần hết rồi, để mình chế tạo thêm mới được. Chế tạo thêm vài khối kim cương nữa để mình làm một bộ giáp cho rồng ha. Ủa, rồng nở rồi. Mình nên quay qua mình thịt mấy cái con zombie dám lén phén lại nè. Thì rồng đã nở rồi. Ngủ luôn. Vừa nở ra là ngủ khò khò rồi. Thôi mình sẽ ẩm vô nhà để mình cho ăn ha. Ẩm lại gần nhà nó không có quái, mình cho ăn nó dễ hơn. Chứ đằng kia đang cho ăn cái mấy con quái lại thì mệt lắm. Rồi, ngủ đi, anh cho ăn nè. Cắn tinh luôn á. Cái này mình sẽ gọi là bạch long nè. Wow, màu trắng này cực kỳ đẹp luôn. Đây, cho ăn tiếp. Và với màu trắng tinh như vậy á, mà mặc luôn cái bộ giáp bằng kim cương. Trời ơi, nó nổi nha. Gửi cái coi. Ok, thêm bộ giáp mình đang mặc nữa. 10 điểm luôn. Quá là ngầu á. Bay một vòng nào. Rồi, vậy là từ giờ mình đã sở hữu đủ bộ ba rồng rồi. Rồng sấm sét, rồng lửa, và bây giờ là rồng băng. Quá là thích luôn. Phun băng coi. Đó, hà ơi băng nè. Để coi coi gần đây có con lăng quăng nào không. À đây đây, có mấy con quái này test cũng được. Đóng băng đó. Rồi, lượm cục kẹo liền. Không đùa được với rồng băng đâu. Ghê lắm á. Đóng băng Ripper luôn. Đó. Quá là xịn á. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới công việc là đào thêm một vài những cái đá kho báu để dành ha. Và để xem coi với một lần đào như vậy, ở cấp mình có gia tài đúng không? Thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu ha. Ok. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã vô tình có được miễn phí hai cái Eternal mới nè. Tuy nhiên thì hiện tại kỹ năng của mình thì chưa cho phép để mình có thể triệu hồi ra được hai Eternal này ha. Nhưng mà không sao, mình sẽ gắng cày cấp trong thời gian sắp tới để chúng ta sớm có thể kiểu như là triệu hồi được hai Eternal đó. Đồng thời thì mình cũng còn có thêm được một miếng artifact nữa chứ. Mình không nghĩ là với 15% là mình có được luôn á. Hôm nay công nhận đúng hơn luôn. Và đặc biệt nhất là mình vừa có thêm một bé rồng băng về đội của mình ha. Trong tương lai thì rồng băng chắc sẽ là một trợ thủ đắc lực của mình á. Vì khả năng đóng băng của rồng rất là hữu ích trong cái việc chiến đấu với boss ấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi bội thu ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.